Xài quá xài. Dây nó nóng nè. Nóng như lửa vậy à. Tao kéo mà chơi đều vô luôn mới chịu quá. Máy bay không chịu chơi đâu mà chơi đều vô. Bỏ không biết chơi máy bay. Bỏ tiền ra mua đều vô rồi chơi tao kéo. Đó, chạy đi phía đầu mình chạy ngang 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 qua bên kia luôn á. Rồi mình mạnh ơi. Nước hay yên tĩnh quá à. Mạnh cái này. Thấy sao sao á. Nhìn đặt cắm quá cái đầu mai nước nó có đạp lên. Hơi nước kìa. Quá ai. Trời ơi. Bộ pha xử lý cực mạnh. Sợ luôn. Kiểu này mốt tàu bè đâu da vô một cái là phải dò đạp nha. Anh em đi xà lan ghe là học hỏi nha. Cái máy này quá mạnh nhưng mà chiếc tàu không có cho phép. Có tàu quá bự. Đạp dò được. Xài quá ơi. Số mũi ra. Bạn mạnh luôn. Dính như dịch dầu. Rồi luôn, dính cái cọng cỏ kìa. Lại không ăn rồi. Vô vô, vô dính nguyên cái cây luôn kìa. Đây cây thôi. Đi mà lái vẫn còn ăn. Đúng rồi, chạy thấy bà nội luôn, vô chút xíu. Ồ, dính nguyên con cỏ luôn, kéo con cỏ ra nè. Kìa kìa, dính con cỏ vừa vừa. Đó. Sợ. Ủi vô bờ Phan ơi. Ủi bờ, ủi bờ. Thôi, chứ thì hướng mày không đâu, nghỉ đi. Được mà, không sao đâu. Đồ cứng mà trời, giỡn mà. Ê, chấn cứng ngoại luôn nè. Được rồi, quay đầu đi. Chấn quá cũng như không vậy. Đi đâu có chấn nữa đâu. Cái bọc đó vượt cá luôn kìa. Dính cái bọc rồi. Rồi nó dính cái bọc rồi. Toán rồi. Trời ơi, nó không xuống nước rồi đó nha. Ở vậy chơi là phải lội à. Anh Huy nè, anh không lội là anh không chịu. Trời ơi, áo mưa. Áo mưa ai nghĩ gì nghĩ luôn. Quỳ luôn. Nhổ cỏ kìa. Tao nè. Đó, da là da luôn đó. Anh Huy chơi chọi quá à. Về đây. Mốt anh Sơn tàu giùm nha anh Huy. Ghê hả? Xong. Không lỗi là không chịu. Gà ba luôn. Rảnh quá chạy đó hoài.